Rất là hiếm luôn. Bởi bây giờ em bỏ dép luôn nha. Đi là bằng anh coi thử như thế nào. Hai người ôm nhau, quay qua cô gái nói bấm là tôi bấm. Vậy nào, ôm lại Minh. Dạ, em đồng ý. Chị nào tôi nói buông hay buông nha. Dạ. Nào, quyết định của em gái. Quý vị không, chúng tôi đã làm mai mối gần 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn nôn nao chờ đợi cái giây phút này để gặp những cái cặp đôi họ đang đi tìm nửa mảnh ghép của họ. Hy vọng là ngày hôm nay Ngọc Lan và Quỳnh Linh sẽ cùng quý vị chúng ta ghép nên những cặp đôi hoàn hảo quý vị nha. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Trai. Xin được mời nhà gái. Trời dễ thương quá à. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em tên Trần Văn Minh, sinh năm 1979, quê ở Đồng Tháp, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên chuyển phát nhanh công ty xuất nhập khẩu ở quận Tân Bình. Mời nhà gái. Chào em. Em tên là Ánh Huyền, em sinh năm 83, thì em ở Đức Trọng, Lâm Đồng anh. Công việc của em là em làm nhân viên thủy lợi của Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra em có nghề tay trái riêng là làm bánh ạ. Bây giờ thì em nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Minh. Dạ, điểm mạnh của em là thích hòa đồng vui vẻ, san sẻ với mọi người, biết quan tâm đến mọi người. Và em thích đam mê du lịch thể thao, bóng đá, hay là đánh cầu lông, chạy bộ. Và đặc biệt đó là em ăn chơi trường. Em chơi trường hồi nhỏ tới giờ. Thế hả? Dạ. Quá hay nha. Em tự lập mà sống hồi nhỏ là em biết nấu ăn nè. Nói chung nội trợ, biết nút giật đồ gì em làm được hết. Cuộc sống em tự lập thành ra giờ nó quen rồi. Nhưng mà lý do sao ăn chơi trường từ nhỏ vậy Minh? Dạ, hồi đó thì em chỉ mà là mới bắt đầu ăn thôi. Nhà nghèo không có gì hết, cái em ăn ra muốn nó quanh chua. Ăn ra từng đẩy 10 ngày thấy mẹ em ăn trước rồi, cái em ăn theo. Ăn theo cái quen tới khoảng em 15-16 tuổi á, cái em hiểu được ăn chay như thế nào đó. Cái em mới phát nguyện là từ đó về sau là em ăn chay luôn. Như vậy là quá à, mọi người. Cái tâm hồn này là trong veo luôn á nha. Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em rất là linh hoạt với lại có cái tính sáng tạo. Bởi vì em công việc của em là làm bánh cho nên là đòi hỏi có cái sự khéo léo. Còn điểm yếu của em là em lười suy nghĩ á. Có nghĩa là nhiều lúc mà cần tính toán hay là gì thì còn phải phụ thuộc vào máy tính. Tiếp nữa là quá nhạy cảm. Và tiếp theo nữa là nhiều lúc làm nhiều việc á, cùng một lúc cho nên là em hay bị thiếu tập trung. Cho nên có những lúc nướng bánh cũng bị cháy. Không sao cả. Không sao sao được. Kinh doanh mà nó cháy hoài là ế luôn hả chứ. Lâu lâu thôi. Lỗ luôn á. Cùng quan điểm với em đó, công việc nhiều thì em cũng hơi bị quên như vậy. Thậm chí em chưa người ta mượn tiền á, mà người ta mới trả em á, mà em còn không nhớ. Vậy đó hả? Không nhớ luôn á, người ta nói ủa cho mượn hồi nào, cái người đó nhắc lại ngày đó tháng đó đó có cho mượn. Nhớ là mới nhớ chứ không ấy là em cũng quên mất tiền. Thì em ngược với anh mượn tiền em mới quên, còn nếu ai mượn anh nhớ. Nó lạ vậy. Anh đây anh khôn nha, anh ở dưới quê em nhiều lắm nha. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Dạ em thật ra em là single mom. Em có một bé gái năm nay là học lớp 2. Còn sau khi mà chia tay rồi thì em cũng tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà cảm thấy nó không có phù hợp. Với lại mình cần tìm một người yêu thương con mình. Mình thấy sao Minh? Vấn đề có con thì không vấn đề, miễn là hợp hai người đến với nhau mà quan tâm cuộc sống, chia sẻ hạnh phúc. Đó là một điều quan trọng nhất. Nếu như hai người thương nhau, em lấy về thì em có thương cái người con của người phụ nữ bên kia không? Dạ thương chứ, nếu như mình mà thương mẹ mình phải thương con chứ đâu phải mà mình thương mẹ mà không thương con. Rồi hay quá. Còn Minh thì đường tình duyên sao? Dạ đường tình duyên của em á thì có một mối tình duy nhất. Tức là bên quận Nam á, em đến nhà của người bạn gái đó chơi, quê Bạc Liêu. Nhưng mà em nói là em không biết uống rượu. Nhưng mà Tết năm đó xuống cái gia đình bên kia là em xin phép là uống một ly rượu thôi, là chung vui gia đình hết tất cả. Nhưng mà gia đình bên đó cứ ép em uống hoài, em xin từ chối. Thành ra bắt bẻ em là nói không tôn trọng. Thành ra cái em về cái bạn gái nói gia đình không chịu thôi.
chia tay. Trời ơi, thấy thương không? Trời ơi, rồi chia tay là tới giờ là không có quen ai luôn á hả? Không có tìm hiểu ai luôn hả? Chia tay tới giờ luôn á. Tới giờ luôn đó. Dạ. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Nhà em có ai biết uống rượu không? Dạ không ạ. Nhưng mà em biết uống. Ví dụ em đi với bạn trai mà đi với mấy bạn em uống chung rồi bạn trai không uống rồi mấy thằng bạn nó chê nó trời ơi bồ mày như con gái không biết uống rượu rồi em có buồn không? Không anh, bình thường anh. Nói thẳng ra nếu em dạ. lấy vợ em lo cho vợ rồi lo thêm cho đứa con nữa rồi mai mốt mình đẻ thêm đứa con nữa thì mình có đủ sức không? Như khả năng kinh tế thì em làm hiện tại giờ lương tháng 15 triệu nhưng mà em hà tiện tặng thì nó cũng dư. Dạ. Như vậy là được rồi đúng không quý vị? À, chúng ta đâu thật đó. Chúng ta đâu có cần cái gì ngoài cái tinh thần đâu đúng không? Khi mà một cái gia đình mà cái tinh thần tốt ổn định là có tiền thôi, đơn giản thôi. Tôi cho bà mối nghe hết luôn đó. Đằng nhà trai tôi thiệt tình lắm có sao đúng nói rồi, vậy. À? Nên tự nhiên mình có cảm giác mình rất là quý cái anh chàng này á. Bây giờ là chưa có gia đình còn xài này xài nọ, có gia đình nó sẽ tiết kiệm lại. Nghĩ rồi xài luôn á. Mình ăn chay lâu quá mà lâu quá rồi mình cũng không có quen ai hết rồi bây giờ mình có cần phải có một cái tiêu chí gì không? Tiêu chí thì nhưng mà cao 1m50 trở lên được rồi, vậy mà khuôn mặt dễ nhìn được rồi. Dư, mình nói là dư rồi. Dạ. Hai cái đó là quá dư rồi. Quan niệm của em ha là lấy vợ là phải lo cho vợ được hạnh phúc thì em mới lấy vợ. Đó. Còn nếu lấy vợ mà không lo cho được vợ hạnh phúc á thì em ở vậy. Dạ. Đấy, thấy chưa? Trời ơi. Tôi nói cho người đàn ông này tôi tin tưởng lắm. Rất được luôn. Lời nói rất là tin nha. Cái gì em hứa được thì em làm được. Thà em không hứa em không nói. Chứ em hứa em nói ra mắc lợi, mắc uy tín lắm. Em không thích điều đó. Dễ thương quá. Được chưa? Không còn gì để hỏi nữa. Nãy giờ mình nghe bên kia tâm sự mình thấy còn nhà gái có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Nói chung là em thấy anh bên đó cũng hiền lành. Bởi vì thực chất là những người ăn chay thì cái tâm thiện lắm. Thì em rất là thích cái điều đó. Anh ơi, cho em hỏi là lý do năm nay anh 79 tuổi rồi. 79 tuổi rồi. Mà sao? Ôi, sinh năm 79 em ơi. Sinh năm 79 em xin lỗi. Năm nay anh sinh năm 79 mà sao tới giờ anh vẫn chưa lấy vợ đó anh? À, lý do gì anh ăn chay? Dạ. Lúc ở nhà thì chung cũng có nhiều người để mà anh tiến tới hôn nhân lắm. Dạ. Nhưng mà vì ăn chay đó mà người ta không có gả cháu cho mình. Dạ. Là nói là ăn chay cái tư tưởng không có lo kinh tế được. Dạ. Thứ nhất thứ hai về không có lo chăm sóc cho cháu người ta. Dạ. Cũng nhiều gia đình chung là giàu có lắm nhưng mà anh từ chối, anh nói thiệt là anh thà ăn chay anh ở giá. Dạ. Chứ anh biểu anh ăn mặn mà lấy vợ á là anh không đồng ý. Dạ. Anh ơi, vậy cho em hỏi là anh ăn chay vậy thì anh có mạnh mẽ chống chuyện đó không anh? Anh có mạnh mẽ chống chuyện đó không anh? nói chung với sức khỏe anh bình thường, anh vận động thể thao, việc nặng gì anh làm được hết. Nhưng mà cái chuyện đó là không có quan trọng em ơi. Dạ. Quan trọng chứ sao không quan trọng? Sức khỏe em đầy đủ, em tự tin mà. Sức khỏe là một chuyện nhưng mà lâu quá mình không xài. Mình có, mình nhiều khi mình quên luôn rồi sao? Làm gì quên được, cái bản năng tự nhiên mà. Không nghe một câu hả? Ăn chay chứ ngủ mặn chứ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà có, nói chung là hồi đó giờ có... Từ hồi chia tay tới giờ chia tay giờ là còn có tình cảm với con gái, có cảm xúc với con gái. Nói chung ra đường nhìn những phái nữ mà đẹp á, em cũng thích mê lắm. Sẽ ước gì mình cứ được người đó cũng hạnh phúc. Mình cũng thích, tâm hồn cũng thích mà. Cũng còn cảm cũng giác còn cảm không? Giác. Sợ lâu quá rồi đó. Cái nó tiêu hao năng lượng đó. Nó sợ đó. Vậy thôi. Quên rồi, nãy giờ không có cái gì mình sợ. Mình đây hỏi một cái mình phải sực nhớ đó. Đúng. Cái đó là yên tâm. Yên rồi, tâm đúng tự không? Tin sức khỏe mà. Rồi mở ra cho hỏi rõ hơn nữa. Đúng rồi. Rồi bây giờ hôm nay Minh đi với ai? Dạ, đến chương trình hôm nay á, em đi có một mình. Rồi, mình yên tâm. Dạ. Có gì anh phụ cho ha. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi với người thân của em đang ngồi dưới ạ. Dạ. Em chào các chị ạ. Dạ em cũng chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh, chào Ngọc Lan. Em thấy cái bạn này cũng rất là dễ thương, nhìn rất là chân thành. Cái kiểu là người sẽ quan tâm cho gia đình á. Thì cũng mong là nếu hai bạn hợp thì hãy đến với nhau ạ. Rồi, cảm ơn chị.
Bây giờ mình mở rào nha. Dạ. Làm sao mình chứng minh được bản lĩnh đàn ông nha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh có món quà để tặng em. Dạ. Đây là cái màu hồng. Anh mong rằng cuộc sống sau này, tình yêu của anh và em và cuộc sống sau này sẽ được màu hồng gì. Dạ, em cảm ơn. Đây là bánh em tự làm cho nên là em mang xuống tặng anh. Dạ. Dạ. Cái đó ăn chay được nha. Dạ, ăn đúng bánh rồi. Ăn chay được nha. Ăn chay được ạ. Em quan điểm thế nào về tình yêu và hạnh phúc gia đình? Dạ, em cũng đã từng lập gia đình rồi. Em mong muốn có một mái ấm bình yên, hạnh phúc. Và một người chồng chân thành với mình. Nếu nhiều nói là yêu tới nhau á, mà không hiểu nhau thì không gọi là yêu. Dạ. Trước hết đó là mình hiểu nhau, mình mới yêu nhau đúng không? Mình mới đi đến là gia đình và hạnh phúc. Dạ. Nhưng mong rằng là chương trình hôm nay là có duyên để anh với em gặp nhau. Dạ. Thứ hai là để mong rằng có cơ hội để mà mình đi tiếp cùng dịch đường dài nữa. Dạ. Đó. Em hỏi dù nãy đi. Hỏi cái vụ đó đi. Hỏi vụ đó. Chứng minh được cho mình tin tưởng vụ đó. Anh cho em hỏi anh có thích lên đỉnh không? Em thì rất là thích lên đỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì em ở miền núi, em hay leo núi lắm. Em là chuyên gia leo núi. Mà mỗi lần leo là em sẽ check in những cái điểm mà gọi là cao nhất. Và em hay leo cung Tây Bắc. Mà thường thường em đi leo núi em lên đỉnh một mình. Cho nên là hy vọng là nếu mà kiếm được một người để cùng lên đỉnh với mình thì càng tốt. Đúng rồi, đi lên đỉnh là phải lên hai người chứ lên đỉnh mà em có nhớ một mình điểm với anh. Anh nói chung là lên đỉnh thì nói chung 5 lần lên đỉnh rồi. Nhưng anh đi một mình, đi lên núi Tây Ninh nè. Núi Bà Đen đó, núi Ông Cấm nè. Núi đó thấp, em leo độ cao 2.900 mấy mét luôn. Em leo Tả Liên Sơn nè, leo sông Nho Quế nè. Em nói chung là em đam mê du lịch. Nhưng mà em chơi mấy môn thể thao leo núi là chính. Cũng sở thích với anh luôn. Dạ. Nhưng mà mong rằng mai mốt sau này là được một người bạn như em, anh với em đi lên đỉnh được. Dạ. Được. Tiếp đi, tiếp đi. Một mình anh lên đỉnh thì nói chung là buồn lắm. Dạ. Rồi nói rồi, đi lên đỉnh nó phải lên hai mình. Ví dụ như em không xuống thành phố Hồ Chí Minh thì anh có thể lên trên Lâm Đồng lập nghiệp được không? Cuộc sống ở đâu mình sinh sống được, kinh tế mình đi lên làm được. Dạ. Thì anh vẫn ở đó. Dạ. Chứ không quan niệm là ở đâu hết, làm ra tiền anh ở đó. Dạ. Chứ ví dụ như lên Đà Lạt làm không ra tiền á. Dạ. Thì mình cũng sống đâu được đâu. Dạ. Vấn đề chỗ nào, thí dụ nha, bên đàn trai đặt lại vấn đề, nếu như bây giờ đàn trai lên đó làm được công việc gì để có tiền theo em? Anh lên đó anh ship bánh cho em. Ok, nhưng mà nói em, cái cực khổ anh không có sợ, anh sợ cái thất nghiệp thôi. Đúng rồi. Công việc thì công việc khó cực cỡ nào anh làm được hết. Nhưng mà sợ thất nghiệp làm không có tiền thôi, trang trải cuộc sống đó. Vậy anh cho em hỏi là hiện tại anh còn ba mẹ không? Anh còn ba mẹ đầy đủ. Dạ, ba mẹ thì đang ở dưới Đồng Tháp. Đúng rồi. Dạ. Lâu lâu thì anh về thăm. Thường thường á là thứ bảy, cuối thứ bảy á là anh về quê, chịu nhược anh lên. Dạ. Tại vì anh với quê anh đang trồng là 200 cây dừa. Dạ. Với 100 cây mít, cây ăn trái nhiều lắm. Dạ. Hôm nay có duyên anh có dịp anh mời em về quê anh uống dừa. Dạ. Rồi mít. Ăn trái cây ăn mít luôn. Uống dừa ăn mít. Ăn mít. Đau bụng đó. Hai cái đó mà chơi cùng lúc là dễ mệt lắm á. Sáng mình ăn mít, cái chiều tối mình uống dừa. Dạ. Là còn mệt dữ nữa. Đúng bánh rồi, của cặp. Em á, ở trong đó là bánh mì nho dừa anh. Là em phải nhập dừa về em làm. Anh trời anh nhìn ra anh coi 200 cây dừa luôn. Ngon. Mốt anh cung ứng dừa cho em. Mít dừa, đó. Mít với dừa, thấy không? Dạ. Mít dừa khỏi lo. Có 200 cây dừa với 100 cây mít. Rồi, ở đây có bánh, hai bên hùng. Hùng xong rồi kiếm đứa nữa, thấy không? Mình hùng chung. Đứa hùng, đứa hùng chung góp vốn lại. Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi anh. Bây giờ hai người bước nhau đóng tay cái coi. Hả? Trời ơi, coi bộ hơi cao hơn. Đây nè, Minh là 1m55. Dạ. Em là 1m53 đúng không? Dạ. Tại vì em mang giày cao. Mượn băng guốc chi, em mượn băng guốc chi vậy? Nắm tay thấy sao? Ấm. Ấm. Ôm thử cái, ôm cái coi. Ôm cái coi sao. Cho phép anh ôm cái. Dạ. Đó. Ôm chặt vô coi. Để nguyên, để nguyên, để nguyên.
Để Y Nguyên. Ai ăn bánh mít dừa? Hai người chịu nhau không? Em quan trọng nè, em gái nè. Dạ em. Hả? Em thích. Nói chung là. Còn em? Từ nói từ luôn mình lớn rồi. Em chịu không? Chị còn đắn đo cái gì? Nói chung là em chưa đi xa được á. Ảnh chấp nhận anh lên mà. Em thấy sao? Giờ chịu hay không à? Nói một đường cho xong nè. 3, 2, 1. Anh lên Đà Lạt. Khi nếu có cơ hội. Em. Dạ. Em chịu không? Nói chung là em sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rất là hiếm luôn. Bởi bây giờ em bỏ dép luôn nha. Đi là bằng anh coi thử như thế nào. Rồi mọi người thấy là hai đứa có hợp không? Bây giờ nè, cái cặp này là nó sẽ diễn ra khác luôn. Bây giờ tôi với Ngọc Lan đứng đây cầm cái nút sẵn. Hai người ôm nhau, quay qua cô gái nói bấm là tôi bấm. Vậy nào, ôm lại Minh. Dạ, em đồng ý. Thì nào tôi nói buông hay buông nha. Dạ. Nào, quyết định của em gái. Em nói bấm là tôi bấm đó. Một, hai, bấm không? Ok. Tuyệt vời, anh thấy hợp lý đó. Thật ra rất là nhiều cảm xúc của tụi anh với cặp đôi ngày hôm nay. Có những cặp đôi tụi anh thấy không được rồi thôi, không làm phiền lòng nhau cả. Nhưng hôm nay nó rất là hợp lý, hợp tình, hợp duyên. Dạ. Được không em gái? Ảnh là 79, em là 83, là hợi mèo mùi tam hạp đó. Tam hạp đúng không? Rồi, vậy đi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn nhiều. Được là mối tình này cũng đặc biệt lắm á. Thôi, như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai thôi. Xin mời.